nó chống nó khỏe lắm. Anh lùa đi kìa. Chỉ có cây sáng mới làm được điều này thôi chứ không có tay chân nào làm nổi. Chào cả nhà, mắc mưa ướt hết luôn rồi. Giờ là để cho ở đây thì em cũng mới vừa đến nhà của chị Thuận Anh Hòa, 48 tuổi, bị tai nạn giao thông, mới vừa qua đời. Thì bên cạnh đó là Mạnh Thường Quân rất là quan tâm, rất là quan tâm và giúp đỡ cái hoàn cảnh của anh Hòa cả nhà. Ảnh mất thì em gái có một số tiền của Mạnh Thường Quân á, rồi bây giờ là em gái mướn xe cuốc để cuốc đất đắp nền nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Hình như là bên kia là người ta đang ủa thầy đến hả? Họ cúng 7 ngày. Dạ. Trùng hợp quá ha. Bữa nay sang cuốc đến cuốc đất rồi có sư thầy rồi lại tụng kinh 7 ngày. 7 ngày cho anh sư Pháp á. Nãy giờ là cuốc lâu chưa anh? Cuốc tạm lâu rồi, chưa giờ. Ồ. Nhà nó cao lên luôn. Cũng sắp xong luôn rồi. Nó nói với anh trai cho đi qua chút xíu. Cho em qua cái anh trai ơi. Trời ơi. Cuốc ở đây không biết mấy trăm cạp mà giờ. Bây giờ là sắp xong hết rồi. Bên kia thì người ta cũng đang sư thầy cũng đang đốt cái nhà kìa. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời mưa luôn, mưa quá trời luôn chị ơi. Mấy cái này ướt luôn hả? Dạ. Cả nhà, ngày hôm nay thì một ngày gia đình của chị Thuận cũng quyết định mướn sáng cuốc để cuốc đất đắp nền nhà và cất nhà ở dưới quê thờ cúng anh Hòa. Cuốc hồi mấy giờ tới giờ này mà em thấy gần xong rồi anh? Hồi 2 giờ rưỡi. Cái gì? Cuốc hồi 2 giờ rưỡi hả? 12 giờ rưỡi. À 12 giờ rưỡi. Ôi trời ơi. Là bao nhiêu cạp rồi? Nếu cái này là 240 mấy rồi. 200 mấy? 260 mấy rồi. Xong rồi đó hả? Dạ thầy. Xong rồi. Rồi dạ. Dạ dạ. Mình đứng ở đây mình đếm ha. À. Đứng đây đếm từng gào từng gào. Công nhận cái cạp đó nó quá trời cao luôn kìa. Cạp quá trời cao luôn. Mới có 200 mấy ha anh. Vậy mình kêu thêm một mớ nữa đi. Kêu dạ, kêu dạ, vậy chẳng 300 á là hồi nãy đủ rồi, 250 rồi. Giờ còn một chục nhỏ ghe vô đây. Sao mình xích tới đó mình không bỏ một mớ ra đi. Chỗ đám xài á. Mình bỏ một mớ ra đi, mai mốt mình còn xài cái đường đi vào nữa đó. Xài cái đường đắp đi vào cái mộ của anh Hòa. Sao vậy? Tại vì 100 cạp thì cho thêm 10 cạp là 330. Không có đổ bên đất. Ta cho thêm 10 cạp hả? Cho thêm 30 cạp. 30 cạp. 330 cạp. Ừ, ta cho thêm. Dạ cho thêm nó rồi cho thêm 100 cạp cho thêm 10 cạp. Tại vì không dám đổ nữa bên kia là qua đất người ta. Bên đó là hả? Dạ đất người ta không được. Cái đó là đất của mình, đất của mình đây nhiều lắm. Được có nhiều mà để chàng của người ta không chịu đúng rồi. Ý là để cái mé bên đó kìa. Mé đầu mé đó đó. Để dư dư ít cạp đang nữa mình ban vô đây nè. Ban vô
được. Chứ người ta dặn người ta với mình lần làm lần khó. Dạ. Thế nào cũng dục vô đây mình trồng cây trồng rau cải rồi đó. Dạ, vậy chú tính sao chú? Thêm 50 cạp nữa sao chú? Thì mình thêm chừng nào thêm thấy nó dung dung lên thì mình ngưng. Dạ. Nhiêu cạp thì nhiêu. Dạ. Còn mai mốt là đắp cái đường đi nè, cái đường đây qua bên đó đó. Còn mà khô quá, khi mà khô mình lấy cái xe gùa mình để từ từ. Cái này dở nhà, làm cái nhà này làm đường đi luôn, bán cái nhà cũng dở bỏ chứ đâu có để. Cũng để xà bằng đây là bằng cái đó luôn á. Rồi nếu như chú gì nói vậy thôi. Cái này là đủ dư rồi đó. Nhiều lắm. Cái này bao nhiêu cà phê anh? Hơn 50 thôi. Vậy là chắc bỏ bên đó luôn, bên đó với bên đây. Bỏ bên đó. Không thôi đi, mình để mé này cũng được nè, để dung lên nữa mình làm từ từ, nó khô lên mình làm từ từ. Bên đó nãy là cái giếng. Giếng sâu lắm không được. Và phải đắp. Lắp cái giếng ra luôn. Đất nào đất đấy bự bự không, ở đây gần mấy sông tiện quá cũng mừng. 30 cạp ở đây cũng chịu bến luôn. Ở đây có cái đầu dừa không ta? Không không, nên mình lấy khỉ chàm đồ cây tới còn dưa tận dụng á, vậy là cái bến này cũng... bỏ ví dụ như người ta gần sông á là bỏ ở đây nè, bỏ ở đây dung dung lên đằng nữa mình làm bến. Ba cái cỏ này hồi á dặn ổng á kêu ổng lấy cái sáng cuốc ổng vào ra giùm á chị. Đổ gác quá trời luôn nè. Đừng có. Cái cỏ hồi anh vào cho nó ra luôn đi, đừng có để nó một cục thù lù quá đó. Cái cỏ này hồi anh lấy cái sáng anh vào làm cái thằng cuốc anh vào qua giùm luôn. Cho nó thông á anh. Cỏ mấy cỏ này anh vào qua ngoài cho nó chảy. Ý là anh bươi nó ra để cho nước nó chảy để nó tấp ở đây gác quá trời nè. Dạ dạ. Xài nước đâu anh. Trời ơi, thấy gì? Qua bên kia đi. Vô đây thấy cái nền nó đẹp quá trời đẹp qua luôn bên vậy. Kia đi. Chị. Vô thấy cái nền nó đẹp. Cao dễ sợ luôn, nhiều lắm rồi đó. Cao mấy chú thấy không ngờ luôn á, trời không ngờ. Bất ngờ không chú? Bất ngờ. Quá đẹp luôn. Này mà có cái ngôi nhà lên nữa thì nó sáng sủa rồi mình mặn ăn. Cao hơn lộ luôn nè. Cao hơn lộ. Rồi bây giờ mình thêm bích tôn bê tông rồi đó. Bên đó đi. Ồ, anh lấy ra kìa, đừng để cho nó gác nó dướng vào á. Ủa, ở đâu mà có mấy cái trụ đó vậy không biết. Trụ là cái gì? Anh với chị thẳng đây vào mấy cái cỏ ra nè, cây không hả? Cây của người ta ngâm hả? Mình làm gì mất nghe cây của người ta rồi sao vậy? Bỏ luôn quá. Trời ơi.
cái kè mấy cái cây đó kìa. Để hồi mình coi ổ cái cây đó ngâm không sao. Quá trời ba cái rác này luôn. Dọn ra là nó chống nó khỏe lắm. Anh lùa đi kìa. Chỉ có cây sáng mới làm được điều này thôi chứ không có tay chân nào làm nổi. Cái cầu này đi luôn rồi, trở lại. Ồ, ngay chân cái gốc đây luôn mà. Trời ơi, mấy cái cây lú ra người ta đi ghê thiệt chứ. Xuồng máy đâu có người ta. Vô rồi không được. Góc này nguy hiểm quá. Công nhận chứ. Máy quá trời luôn. Máy quá trời mạnh. Sợ không con? Không sợ. Cái gì? Con thấy không sợ, con chỉ thấy vui thôi à. Đâu? Đâu nói cho chú nghe coi sợ không? Không, con chỉ thấy vui à. Đâu, quay mặt qua đây. Thấy nè. Thấy sáng lại sợ không? Không. Sao vậy? Con chỉ thấy vui à. Vui hả? Làm gì là làm chi gì? Hả? Bút xịn lên để làm gì? Hả con? Làm cái gì mà đâu biết. Ừ, cất nhà cho con ở đó. Ồ. Mừng không? Mừng, tôi còn cái con chó mèo nữa dưới kia kìa. Chó mèo nuôi ở đâu? Nuôi dưới kia kìa. Dành con thêm mấy ngày nữa. Thêm mấy ngày nữa hả? Mẹ bắt nó lên đây à. Tụi nó ở đây. Mới mốt cách nhà mới cho con ở nha. Con đi học ở dưới đây. Lót gạch cho con nằm chưa không? Ai con không chịu nằm gạch đâu. Vậy nằm xuống đất nha. Không, không, không. Vậy chứ nằm cái gì? Nằm trên giường á. À, là mua chiếc giường cho con. Đúng rồi, giường mới gọi phải cần. Nó ngoan chưa, con gái đó. Thấy cái sáng này là con không có sợ mà con mừng hả? Thấy vui à. Thấy vui. Cảm ơn đi con. Đây nè, quay qua, đứng xích đây. Ừ, đứng đó. Rồi con cảm ơn ông bà cô chú Mạnh Thường Quân đã giúp cho con. Nói đi. Cảm ơn ông bà Mạnh Thường Quân. Cảm ơn ông bà Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân. Ờ, đã giúp cho con. Đã giúp cho con. Được cái một ngôi nhà để cho con được ở. Một ngôi nhà để con ở. Ờ, con mang ơn ông bà cô chú rất nhiều. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Ờ. À, thì con gái gửi lời cảm ơn trong mấy ngày vừa qua là rất là nhiều người để giúp đỡ cho gia đình con á. Rồi cho con cái nhà nè, rồi cho con đi học á dưới đây luôn. Về quê đây là cuộc sống nó thoải mái lắm chứ không phải giống như trên thành phố. Ở trên chảnh con ở trong nhà trọ không, con thấy nó chật không? Mà ở trên thành phố dưới đây là con thích ở đâu? Ở dưới đây. Dưới đây hả? Làm sinh là trời luôn. Cuốc là một gạo vậy là rất là nhiều đất luôn, nó dung lên trên.
ơi, muốn dính cái cặp luôn à. Sao anh hai con không ra coi? Thôi nãy con không muốn coi, sao có sợ. Chút xíu con lấy cái bào hay cái bọc gì đó con lụm mấy cái ghe chai này nè. Lụm con bỏ vô bọc. Ừ. Ở dưới đó là con lụm ghe chai bán hoài. Con lụm luôn. Bán được nhiều tiền không? 20 thôi. Chứ không có được nhiều tiền. Quá trời nhiều đất luôn, nhấn xuống cái là quá trời đất. À, nó không sợ, cái cuốc là không sợ đó. Mừng. À, thấy mừng thôi chứ không có sợ đó. Nó nói về quê dọc sình đã luôn. Quá mẹ chữa thôi. Dọc sình không có được xuống nước nghe không? Xuống nước rồi à. Xấu á. Giống như của ba mình vậy. Ừ. Nó xấu lắm, xuống nước là giống của ba đó. Ừ, giống của ba luôn. Chứ không phải là còn sót gì đâu. Không sót gì đâu. Biết lợi không? Có biết lợi không con? Ba vô rồi. Đi giáo sinh rồi. Chưa không? Ê, cho vô học rồi lúc. Cầu này là sắp hư rồi. Giờ mình đỡ lên lại. Cái gốc gừa ở đây quá trời cái gốc gừa. Đó, anh làm đang làm cái bến rồi, cái bờ kè. Để cho nó vững chắc á. Rồi móc cái chỗ này cho nó sâu, đừng cho gác rồi nè, nó tấp vào đây. Quá sâu, ngập cái càng luôn. Tình luôn đó nha. Như là cúng kiến cho ảnh xong rồi đó hả chị? Ngày nãy tụng có lâu không? Tụng ôi ngập hết trơn rồi, nước ở trên đây với lại mưa nó hứng. Ủa chị định chừng nào dỡ nhà hả? Chừng nào xong nhà hôm nay mới dỡ, giờ để nó lại nấu nướng cho mưa sao nấu. Rồi thì em bạn chị đó là lời khi mà mình làm xong ở bên kia rồi mình dỡ bên đây nó mới tiện. Phức mài ta vô đỡ rồi dỡ không có được, trong linh đỡ không có được. Phức mài đỡ lâu nay đỡ mười mấy năm nay rồi vô đi ở, tôi thấy thiệt chú tôi không có xạo cái đâu. Ngủ là tôi dẫn nó cục từng người luôn á. Là có người phức mài ở nhưng mà mình không thấy thôi. Chứ người ta vô người ta ở mình đâu có biết đâu, không phải anh tôi đâu. Mặt phức mài ở đây là con dòng họ ở đây mã mồ gần vú không à. Thì tôi thiệt chú tôi cúng cơm hai cái năm cơm
cũng 2 mâm hả chị? 2 mâm, cũng anh tôi biết phức mặt phức mặt trong ngày trong cửa, ăn uống phù hộ cho tôi, giỏi. Tôi cúng chay hả? Cúng chay, hình cúng tới 49 ngày luôn, 21 ngày, 4 ngày, 49 ngày, 100 ngày, cúng chay hết rồi chú ơi. Chiếu đang chảy ra nước ngập chỗ này nè. Mới con đám mưa nhỏ xíu thôi đó nha. Nước lên. Rồi ôi. Không đắp cái nền là vô phương luôn. Không có vô phương luôn. Mới có đám mưa nhỏ mà nó đã dị rồi, nó cá này dính lên tới đây nè. Đợt phẩm mà nói xe cuốc này mà không vô kịp á, rồi anh với chị dựng cột lên rồi đem cái bích tôn này nè, rồi sơ sơ rồi chán xong rồi guốc guộc ở cũng không được. Hỏi gì kêu được xe cuốc mừng quá. Một cái trơn nhà, một cái trơn rồi chổi đỡ ở đỡ luôn, giờ kêu cái kêu được xe cuốc là quá mừng luôn á. Nhờ lên cái nền nữa kìa, nó cao rồi kìa, chắc cái đó khoảng 5 tấc không? Nó như vậy đó. Như vậy đó rồi chị có cái nhà lên nó mới luôn. Sáng sủa. Vì làm ăn hai cái nhà này làm ăn không được, bỏ quen nữa rồi phức mập phức mài ta vô tở. Mà mình bây giờ mình vô mình đỡ là mình ăn làm ăn không có được. Dạ. Làm ăn với tuổi tác của mình làm ăn không có được. Thà mình cất mới hết trơn mà ví dụ từ từ cất lá hay là cây rồi đỡ đỡ. Cái tôn đó. Thấy gì lên cái nền nó rộng quá trời luôn nè. Thành thẳng hết trơn. Nhìn quá đẹp luôn á chị. Bên kia là cái giếng á, cái hồ, cái ao nuôi cá á, mà đâu có đổ đất nữa, đâu đủ. Bây giờ cỡ 300-400 cũng không đủ, tỉnh nó sâu tới cỡ chục mét ở dưới. Bây giờ từ từ làm xong rồi tôi làm cái đường thẳng ở bên đó luôn, tôi chán luôn, chán đường luôn, nhanh tôi luôn. Khỏi cái đi nhờ bên đường người ta nó. Làm bên đường bên đây đi. Cái đường ở đây đi thẳng vào cục lá là qua bên ngôi mộ của anh. Ngôi mộ bên Hòa. Thì nếu như mà nó nằm mép bên đây thì hồi chị kêu bỏ cả chừng vài chục gạo chỗ cô đó đứng đó. Nó bỏ bên mép bên đó đó nữa rồi chị lấy xe gùa chị đẩy lên đằng này nó tiện hơn. Chị, hồi nãy là mua cái ngôi nhà làm bằng giấy hả? Mút hả? Mua cái đó là thầy Tụng nó mua cái đó là 700 ngàn. Dặn mình là mua hả? Dặn mua. Là đốt nguyên cái ngôi nhà xuống cho ảnh? Dạ. Đó là 700. Rồi có mua thêm cái gì nữa không? Không. Hỏi thầy bao nhiêu tiền thì thầy có nói. Chỉ là cũng thương tình đi khổ quá à. Liền thầy để lấy tiền xăng thôi 300 ngàn nữa là. Rồi. Ý là khổ quá thầy. Đúng rồi, đúng rồi. Đường xá xa xôi cũng lấy tiền xăng đâu. Xăng thôi, cũng giúp đỡ, tận tình giúp đỡ đường xá xa xôi lắm, đi xe ôm đồ vô không. Dạ dạ. Chở đồ vô. Hôm nay là cúng kiến rồi cho ảnh cúng cúng cần 7 ngày. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Anh về đây ăn uống phù hộ cho em gái. Phù hộ cho gia đình em gái là luôn gặp nhiều may mắn, luôn có được nhiều sức khỏe để anh lo cho mấy đứa con nữa. Dù gì anh cũng bị tai nạn mất thì không có ai mong muốn đâu, nhưng ở đây Mạnh Thường Quân cố gắng lo hết sức rồi, hết sức lòng cũng như là ai thương rồi giúp đỡ cho chị thì chị mới có được ngày hôm nay, đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Cũng Mạnh Thường Quân bà con cô bác đằng xa trong nước và ngoài nước đã tiếp sức cho con có cái số tiền đó, con cất nhà con cũng rất là mang ơn. Mang ơn cái suốt đời luôn, mang ơn hoài hoài luôn. Mai mốt đợi cho đất khô. Dạ. Đợi cho đất khô rồi mình dựng nhà lên lúc đó còn mừng hơn nữa. Dạ mừng lắm chú. Thì bước vào ở. Hồi hộp chú, tôi sợ xài nhiều khi hồi hộp la sợ xài không dám xài. Thì mua những thứ gì cần thiết rồi tôi mua cho anh tôi. Cái gì cần thiết đó mua cho anh rồi không có nói tới rồi. Không cần thiết. Mình cần là mình mua cho anh cúng kiến nó cứ mua thoải mái. Còn mà làm tất cả cái gì chị ghi lại, có cuốn sổ rồi chị ghi lại bao nhiêu coi. Dạ. Coi mình tốn bao nhiêu tiền. Dạ. Và mình thiếu đủ bao nhiêu. Dạ. Có gì nói lên sẵn đây em chia sẻ này là mình nói lên. Dạ, dạ. Coi ai giúp được cái gì mình giúp. Tháng này là 6 triệu. Dạ. Dạ, 6 triệu ha. Có một người chị cũng quê ở Mỹ Tú rồi luôn, thì cũng có gửi số tiền. Nhưng em chưa có đi rút tiền được á.
lo cho mình, giống như hứa là lo cho mình là cái nền chán nền đó, nói chung là mua cát mua đá gì chán nền hay là lót gạch gì đó, nhưng mà chị cho một số tiền. À, có thể là ngày mai hay gì đó, ngày mai thì em đến em gửi cho chị. Dạ, dạ, cảm ơn Cưng. Đây mình che tạm bợ cao su cũng mục nữa. Trời, nước nó lên quá trời. Cái này mà thêm cả chừng 2-3 đám mưa liên tục nữa thì rồi chỗ này là xong luôn. Mới có đám mưa nhỏ xíu à. À, nước nó lên tới đây nè. Quá thấp mà không thể nào mà nói mà cái này là cái nền nhà ở sao mà ở được, nó thấp quá. Nó phải bằng cái lộ hoặc là nó cao hơn cái lộ, khi mà mưa nó thoát nước. Như cái nền này nè, là mưa là nó thoát nước là mình được khô ráo. Nước ngập. Trời ơi, nước ngập con gái luôn. Quá vui. Cảm ơn ông bà cô chú rất là nhiều, không biết nói lời nào hơn nữa. Anh cũng đắp cái bờ này. Ơi. Đổ cái mép bên đó đó anh, đặng nữa làm cái đường đi vô cái mã. Đổ thêm. Lùi cái xe rồi.
hết vô được à. Bỏ dép ra lại vô. Thôi. Đi cho chú cổng con vô nè. Vậy chứ sao? Bỏ ăn kẹo dữ lắm sao mà cái răng nó mất tiêu rồi. Trời ơi. Anh hai em đã răng đều không? Đó. Có bốn thôi chứ răng nhanh. Con về con tự lên coi. Đó. Quá trời. Đụng hết hai cây rồi. Bốn cây hả? Cây bên đây nó sắp mọc rồi nè. Rất là đẹp luôn. Gạt cái là bằng trang luôn. Để chia sẻ để cho ông bà cô chú xem. Bây giờ là rất là đẹp rồi cả nhà. Cuốc đất rồi lên. Nhìn quá đẹp luôn. Cho qua cái.
là 10.000, khi mà có xe chuyển vào trong đó với lại đắp thành cái nền luôn á, là thành một cặp 20.000 một cặp, 200 cặp là nó ra tới 400 cặp á, tính gấp đôi á cả nhà. Như vậy thì cũng được đi, tại vì người ta người ta làm cái nền cho mình luôn. Để đến đây thôi cả nhà, cũng ngày mai 60 nữa hả? Ừ, đổ đại đại đi rồi nữa mình ban vô trong không có sao hết á. Ừ. Chị cũng ấy, em cũng về ngày mai có gì đến em cập nhật tiếp để coi cái tiến hành mình làm tới đâu. Mai làm 4 tháng em. Đây hả? Mai là chị nhỏ tôn về. Tôn với cây. Bên này là 23, ngày mai 24. Ngày âm lịch. Mai. Rồi. Cũng xin được tạm khép video tại đây ha. Kính chúc quý khán giả, quý mạnh thường quân luôn có thật nhiều sức khỏe.